3 ngày Tết hết thì nói chung là hết 3 ngày Tết còn 7 ngày xuân đó. Khi mà còn 7 ngày xuân thì chúng ta cũng đang trong quá trình gọi là di chuyển từ quê đến thành phố để bắt đầu một năm làm việc mới đó. Hiện tại thì Cường đi ra một chuyến khách từ LL và khác đi Sài Gòn rồi nhé. Hiện tại thì mình đang đi đường gom trong phố. Nói chung đầu xuân năm mới thì mình cũng không có gì nhiều ngoài những lời chúc chúc các bạn năm mới, các bạn khán giả đang xem kênh Kiếm Tiền năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và nếu bạn thấy hay thì đừng quên giúp mình like, share và subscribe của kênh để giúp mình có thêm nhiều động lực làm video. Và một lần nữa thì xin cảm ơn năm mới, thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đồng hành trong kênh của mình trong suốt những năm qua. Một lần nữa thì xin cảm ơn. Và phần tiếp theo thì mình có lẽ thì cũng không có quá nhiều điều để bình luận. Nói chung thì mic thì mình sử dụng là cái mic HMP 1.36. Nói chung một cái mic được làm theo tỷ lệ 1:1. Nó mô phỏng lại miền Trung hay là miền Nam, miền Bắc gì của nước Đức gì đó. Một cái mic khá là đẹp nhưng mà nó khá là lát. Map rất là đẹp các bạn nhé. Đây là những cung đường nó xuyên qua một cánh rừng. Bạn thấy hai bên rất là nhiều các cái bông hoa màu vàng vàng giống như kiểu vàng đấy các bạn. Rất là đẹp. Và những bông hoa màu màu đỏ đỏ tím tím giống như kiểu hoa đào Việt Nam ạ. Đó, rất là đẹp. Cung đường này rất là đẹp. Tại thì mình thời gian sáng sớm ấy, nên là sẽ có một cái hiện tượng thời tiết nó hơi giống như kiểu là bình minh hoàng hôn ấy. Đó, rất là đẹp. Nói chung đầu xuân năm mới cũng không nhất thiết phải đi nhanh đấy, nói chung thì đây giống như kiểu một chuyến khai xuân thì cứ từ từ đó, nên sao chúng ta tới tích an toàn. Vì đầu xuân năm mới thì rất là nhiều các nhà xe khai xuân cũng quay đầu ra Bắc hoặc ra Bắc đấy bạn, để đón khách từ miền Bắc vô miền Nam để làm việc.
làm việc cả cả cục Tây Nguyên đó, cục Sài Gòn làm việc, cho nên là lưu lượng xe rất là đông. Tại mình không đi, tại thì đây là xe huyện cho nên tuyến quốc lộ 14 nên là xe đang đi được 14 đó, chủ yếu là chạy được 14 mà. Bởi vì đi theo đường mòn Hồ Chí Minh thì xe này ở huyện E Leo mà. Mà E Leo chỉ có đường 14 là chỉ có đường 1 đúng không? Đó. Đây là con đường huyết mạch ở thành phố Tây Nguyên. Thank you.